nay sẽ cần ôn tập 3 từ mới. Ok, và tôi sẽ quay cái video này để hướng dẫn các bạn ôn 3 từ mới này nhé. She on way in great shape. Yet she rarely gì đó. She must have a very fast metabolism. Back. Confused. Workout. Là tập luyện. She on way in great shape. Yet she rarely work out. She must have a very fast metabolism. Cô ấy lúc nào cũng thon thả. Ấy vậy mà cô chẳng bao giờ tập luyện cả. Chắc là cơ thể cô ấy trao đổi rất nhanh. Extreme sport. Là thể thao mạo hiểm. Those who are adventurous may be interested in extreme sports like skateboarding and rock climbing. Những người mà ưa mạo hiểm có thể thích thú với thể thao mạo hiểm như là skateboarding and rock climbing. Tiếp theo từ cuối cùng. One of the most popular way to lose weight is to which increase your breathing and heart rate. Đây là các bài tập tim mạch. Do cardiovascular exercise. Exercises. One of the most popular way to lose weight is to do cardiovascular exercise, which increase your breathing and heart rate. Một trong những cách phổ biến nhất để giảm cân là thực hiện các bài tập tim mạch để giúp tăng nhịp thở và nhịp tim. Ok, đấy là tôi đã học xong 3 từ. Và tiếp theo. Ok, và tiếp theo sẽ là những cái từ mới khác nhé. Mình đã đổi từ này, maintain flexibility. Workout là tập luyện. Water sport thể thao dưới nước. Extreme sport là thể thao mạo hiểm. Team sport thể thao đồng đội. Individual sport thể thao cá nhân. Improve one's fitness là cải thiện sức khỏe thể chất. Score the winning goal là ghi bàn thắng quyết định. Be an up and coming talent tài năng triển vọng. Do cardiovascular exercises là bài tập tim mạch.